Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì lại có một cái thông tin cực kỳ là sốc liên quan đến cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng và những cái nhóm chống phá, mà có thể nói là những cái tin tức này thì cơ quan chức năng, đặc biệt là trung ương hay là địa phương, gì thì không biết cái nơi nào mà quản lý cái cô luật sư này thì phải vào cuộc gấp. Bởi vì cô luật sư đã làm những cái chuyện rất là ghê gớm. Nhưng mà trước tiên thì xin chốt lại với quý vị một cái câu chuyện mấy hôm nay nó ồn ào, đó là sau cái lời phát biểu của cử tri, một cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh là bà Loan gì đó, thì nói chung là 2-3 ngày hôm nay thì khá là ồn ào, nhưng người qua thì cũng phải có kẻ nói lại. Nói chung là cũng chưa đi đến hồi kết và chưa đi đến đâu cả. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục là cùng đến với một nội dung. Thì Thùy Linh xin chia sẻ một cái bài viết của anh Nguyễn Viết Thanh để chốt lại những cái vấn đề liên quan hay là xung quanh cái cô cử tri này. Cụ thể thì anh Nguyễn Quốc Thanh này có viết là: đã viết thì viết cho đúng, còn nếu là cử tri thì nói sao cho ra hồn và có tâm. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 9 triệu dân, trong số đó có hơn 5 triệu dân ở tuổi được đi bầu, nghĩa là hơn 5 triệu cử tri. Việc mỗi một cử tri là bà Nguyễn Thanh Loan có những phát biểu về vụ Nguyễn Phương Hằng và những cá nhân liên quan thì đó là quyền của cử tri bà. Nhưng một khi cử tri, nó khác với cử tri. Viết, vì viết là cử tri thành phố, người ta lại hiểu là nhiều cử tri chứ không là một. Mà nếu nhiều cử tri thì cụ thể là bao nhiêu? Ví dụ như 1.000 cử tri nghe có vẻ nhiều, nhưng so với số 5 triệu thì 1.000 là số ít. Khi đưa tin là cần chính xác, giá mà tác giả viết tròn câu cử tri Nguyễn Thanh Loan chớ không phải là cử tri thành phố Hồ Chí Minh. Quay lại là cử tri Loan, tôi cũng có ý kiến như thế này. Chị kiến nghị xử lý một tiến sĩ luật thì chị phải có đủ chứng cứ buộc tội. Chứ chị phát biểu này hay là kiến nghị chưa có cơ sở thì có chăng đó là cảm tính. Nếu chị xem họp quốc hội khóa trước, chị thấy đại biểu Hữu Cầu là tranh luận với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, chị sẽ rõ. Tôi ví dụ như thế để chị hiểu, nếu tại hội nghị, hội trường đấy và tôi được vinh dự có mặt như chị, tôi sẽ tranh luận với chị. Và tôi nêu những ý kiến kiến nghị xứng tầm hơn của cử tri. Chứ không phải là nói những cái câu mà để là xử lý luật, xử lý người này người kia mà không có căn cứ. Đó là bài viết, bài chốt của anh Nguyễn Viết Thành. Xung quanh cái câu chuyện lùm xùm về cử tri thì rõ ràng anh này nói là viết cử tri hoặc là cử tri thành phố thì nó sẽ đã khác rồi. Nếu mà muốn xử lý thầy quân hay là xử lý tiến sĩ luật nào đó thì cũng phải có căn cứ. Chứ không phải là làm theo cảm tính, không thích người ta rồi muốn làm người ta bị xử lý, đó là xung quanh cái câu chuyện cử tri. Rồi chúng ta khép lại câu chuyện đó, bây giờ chúng ta chuyển qua một vấn đề, nó rất là nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến cô Phương Hằng. Chúng ta đi sang cái trang cá nhân của một cô luật sư Thanh Trần. Cái cô này là bây giờ đưa rất là nhiều những thông tin sằng bậy. Thì hôm nay thì cái cô này lại chia sẻ một bài viết ở trong cái group mang tên là Tẩy Chay Nguyễn Phương Hằng. Đó thì cô này chia sẻ và cô có nói rằng là có nhiều đoạn chat hay hơn trong nhóm kín này. Nhóm kín mà không biết sao mình vẫn vô xem được bình thường. Do đó cái nhóm này không phải là cái nhóm kín nữa mà là nhóm công khai, đúng không ạ? Quan trọng là ở cái trong cái nhóm này lại đính kèm những cái đoạn tin nhắn rất là kinh thiên động địa. Phải nói là kinh thiên động địa bởi vì nó mang một cái gì đó mà cảm xúc phản động trong đây. Thì có những cái nhân vật mang tên là Phú Lê, là Long Ngô, là Nguyễn Duy Mạnh, là Trịnh Tuấn Vĩ, là Hùng Râu hay là Hoàng Hương. Nhưng mà những cái ngôn từ thật sự thì mình chưa bao giờ nghe những cái người này nói như vậy. Và những cái đoạn chat này không biết là có phải là cái cô Thanh Trần hay là những người này ở trong nhóm đó họ lấy thông tin từ đâu. Nhưng mà họ công kích về lãnh đạo, công kích cơ quan chức năng rất là nhiều. Nào là tin nhắn với cô Hằng kêu gọi là họp fan, tiếp xem là bọn cộng sản làm gì ha, hay là triển khai thôi em, một cái người mà nick là Long Ngô. Thì nói là triển khai thôi em ơi, tụ tập 1.000 người, thì cái lũ đó nói này nói kia thì tụ tập 2.000 người xem, bọn nhà báo có câm luôn hay không. Rồi cái người mang tên Nguyễn Duy Mạnh ủng hộ 100%, rồi một người tên Trịnh Tuấn Vĩ nói là để đề nghị kêu thằng con heo gì đó, là xuống cho chị Hằng lên, rồi cái Hùng Râu mới nói là à, thằng ngu đó mà cứ ôm ghế, nói chung toàn sặc mùi phản động và sặc mùi công kích vào chính quyền, vào các cơ quan chức năng.
vào các bác lãnh đạo thì rất là mong cơ quan chức năng nên vào cuộc để xem những cái tin tức này họ lấy từ đâu, có phải thực sự là những cái người này nói như vậy hay không. Chứ thật sự chúng ta thấy những người đó, những từ ngữ đó, những cái vụ việc mà những cái drama đó thì họ hay là tự làm những, tự tạo những cái nick ảo rồi tự làm rồi tự nhắn tin cho nhau, chẳng hạn như những cái tên là cáo gian tham gì đó, tự tạo ra những cái nick rồi bắt đầu nói qua nói lại, rồi chụp hình đưa lên câu view, và trong cái group này là sặc mùi phản động và họ muốn quy kết cho những người này. Chứ rõ ràng nếu mà đã là một cái group kín, một cái nhóm kín, làm sao cái vụ này và những cái thông tin này bị tuồn ra bên ngoài lề, phải không ạ? Cái đó là cái điều cơ bản nhất, và cái quan trọng là cái việc mà tạo nick ảo thì quá đơn giản. Tạo một cái nick ảo mang tên người này, mang tên người kia, rồi lấy hình ảnh vô rất là bình thường. Nhưng mà họ chia sẻ những cái bài viết như thế này, nó sặc mùi là chống phá chính quyền, là công kích vào lãnh đạo, nghe rất là ghê gớm. Cho nên là rất mong rằng các cấp lãnh đạo phải nên xem xét lại những cái trường hợp này. Nếu như thật đây không phải là những người thật, người ta đã nói vậy đúng không? Không phải là những cái nick này mà ai đó tạo nick trùng tên rồi để là quy quyết quy chụp cho những cái người này thì rõ ràng là một cái điều rất nguy hiểm. Quan trọng nhất là những cái câu từ trong này họ viết sặc mùi. Vậy thì chứng tỏ một cái điều là cái nhóm mà để cái nhóm người là tạo ra cái nick này, những cái đoạn chat này là những người muốn chống phá chính quyền, làm cho xã hội bất ổn và đặc biệt là công kích các vị lãnh đạo. Thì theo mình nghĩ là cái chuyện mà các cơ quan chức năng vào cuộc hoặc là an ninh mạng vào cuộc thì 1 phút 30 giây những cái nick này là hiện nguyên hình liền, chứ không có cái gì phải khó khăn hết. Nói chung là những cái câu chuyện từ rất là khó nghe, cho nên mình cũng không dám chia sẻ nhiều đến quý vị. Nếu mà ai muốn tìm hiểu thì cứ vào Facebook cái cô luật sư thủ kho đó thì sẽ thấy đây rõ ràng là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, chứ không có đơn giản, không phải là cái vấn đề là nói qua nói lại trên mạng xã hội nữa, mà họ đi rất là xa rồi, đã đi quá xa. Cho nên rất mong rằng bên an ninh mạng nên xem xét các trường hợp này để các cấp các ngành vào cuộc, chứ không phải là để mà họ muốn nói gì thì nói, những câu từ như thế này thì không thể nào chấp nhận được. Chỉ là một cái drama thì chúng ta xem để biết những cái góc khuất, chứ không phải là chúng ta tạo drama hoặc là theo dõi drama để chống phá chính quyền hay là để nói xấu bôi nhọ như thế này thì kia, là không chấp nhận được. Rất mong bên an ninh mạng, cơ quan chức năng phải vào cuộc xem xét những trường hợp này. Nếu như đây là những nick ảo, những nick là mà tạo ra, thì cái cô luật sư Thanh Trần là người tiếp tay để lan truyền những cái thông tin này thì cũng nên xem xét lại những cái trường hợp này luôn. Bởi vì từ đầu đến giờ thì như chúng ta đã thấy là chúng ta theo dõi trong suốt drama cô Nguyễn Phương Hằng thì cái cô luật sư này thường xuyên đưa những cái thông tin không chính xác và những cái thông tin bịa đặt, làm ảnh hưởng rất nhiều đến quỹ Hằng Hiểu, rồi ảnh hưởng đến chú Dũng cô Hằng. Và đặc biệt là chúng ta thấy họ công kích là quỹ từ thiện Hằng Hiểu, họ nói là cái quỹ này khuất tất này kia, rồi ra kèo để cho chú Dũng, là chú Dũng cô Hằng phải sao kê về quỹ từ thiện Hằng Hiểu, rồi để cô này cho một miếng đất, một cái căn nhà. Nhưng mà cuối cùng người ta nhận lời thì lại là quỵt, nói là không phải ông Dũng nhận lời này kia, chứ bà Hằng không có tư cách. Cuối cùng cô Hằng xô ra cái giấy tờ hợp thức hóa, cái chuyện đó thì cô cũng không chịu luôn đúng không ạ? Đúng là một con người rất là lươn lẹo, xảo trá, nhưng mà cô lại nói hoài trên mạng xã hội. Từ khi mà cô Nguyễn Phương Hằng không nói nữa, cô vẫn công kích, nhưng mà cái quan trọng nhất hôm nay là cô đưa cái thông tin này thì cô phải có trách nhiệm kiểm chứng cái thông tin trước khi mà chia sẻ. Cho nên hy vọng rằng các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét cái trường hợp này. Quý vị thân mến, tin chấn động. Lộ thế lực khủng bao che cho Hàn The ớt sừng, Phan Văn Mãi, Hồ Sĩ Niêm chính là người bảo kê cho nhà báo bẩn hèn the suốt mấy năm qua. Ác giả ác báo, Hàn The đang tự đưa mình ra trước vành móng ngựa. Như chúng ta cũng đã thấy là luật sư nhà báo Hàn The đã có những cái câu chữ, câu từ mà có lẽ là những cái câu từ đó dù sâu xa cho đến lâu lâu đến mấy thì cư dân mạng cũng đào lại được. Bằng chứng là mọi người cũng đã thấy rồi, trong cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề của cô Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta thấy cô Hằng bị khởi tố bắt tạm giam vì điều liên quan tới cái điều luật 331. Vậy thì Hàn The với những cái câu từ phát ngôn của mình thì có liên quan đến 331 hay không? Liệu sẽ có một cái cuộc điều tra nào đó đối với nhà báo Hàn The này khiến cô ta lợi dụng vào cái việc danh nghĩa nhà báo của mình đăng trên Facebook của mình những cái status rồi khán giả vào đó đưa ra rất nhiều bình luận tiêu cực, và ngay bản thân cô ta thì chúng ta cũng đã biết cô ta từng trả lời cho khán giả rằng VTV1 là kênh giả. Đó thì cô ta biện luận rằng VTV1 mà cô ta nói không phải là VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Khi cô ta nói như vậy thì tôi lại thấy có một điều như thế này.
tôi cứ cho là cái biện luận của cô là đúng đi. Vậy cái nào là sai? Ở đây, khi người ta hỏi liên quan đến những cái câu chuyện là em cứ yên tâm đi. Đại biểu Quốc hội Việt Nam như một cái máy được lập trình sẵn và có chăng cũng chỉ một vài người phản biện cho có tính chất dân chủ. Vậy cái câu bình luận này của một người mà mang tên là Trọng Phạm thì nhận ngay được câu trả lời của Hàn The với một cái biểu đồ, biểu ngữ như thế này. Với các ngôn từ như thế này thì không biết là cô ta có thể chối cãi được nữa hay không. Bởi vì cái này đã được cư dân mạng chụp lại rất là nhiều và quốc hội mình quá tệ, luật sư ra đời đã không áp dụng được giờ, mỗi nơi áp dụng một kiểu và cán bộ tiêu cực thoải mái và không biết là cán bộ tiêu cực hay là cô ta đang tiêu cực đây. Và có rất là nhiều cái bình luận khiếm nhã khiến Hàn The nhắc về các cơ quan chức năng ở đây là bằng chứng đang còn trên những cái trang Facebook, trang fanpage của chị ta nha quý vị. Vậy với những cái điều 331, với những cái việc mà quy chụp cô Nguyễn Phương Hằng trước kia và khi mà cô Nguyễn Phương Hằng chưa phạm vào cái điều đó thì rất là nhiều người đã quy chụp nhưng cô ấy đã phạm vào rồi thì dính vào cái cáo buộc của cơ quan chức năng. Thoạt nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy cái điều đó đúng, chính xác, cô Hằng vi phạm điều 331 thì cơ quan chức năng sẽ xử lý. Nhưng trước kia khi mà cô Hằng chưa vi phạm vào cái điều 331 thì những cái thành phần này là cũng đã quy chụp rồi. Vậy tôi muốn nói ở đây, vậy bây giờ chúng tôi có thể hỏi là cái điều mà Hàn The trả lời khán giả rồi dẫn dắt khán giả như vậy có vi phạm vào cái điều 331 hay không? Mong công an, bộ công an trả lời dân sao Hàn The là không bị bắt về việc này, về cái điều 331 và về những cái dẫn dắt của mình đối với khán giả. Chúng ta hãy nhớ rằng là trên không gian mạng, trên mạng internet, nếu chúng ta dẫn dắt khán giả quy chụp sỉ nhục các cơ quan chức năng, tấn công vào các cơ quan chức năng của đảng và nhà nước, thì chúng ta sẽ vi phạm vào cái điều 331 rất là rõ. Điều 331, hãy nhớ điều đó. Vậy Hàn The có hay không trong cái câu chuyện này? Nếu như lên công an hay lên tòa án, và đặc biệt là ở đây, tôi cũng có thấy một cái điều là ekip luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng là chắc chắn sẽ chú ý đến những điều này để làm việc với các cơ quan chức năng.